Trong nhiều năm qua thì phẫu thuật nội soi đã trở thành một phẫu thuật thường quy được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực với y tế Việt Nam. Những ưu điểm là giúp người bệnh ít đau, vết mổ nhỏ, xâm lấn tối thiểu, phục hồi nhanh, khiến cho kỹ thuật nội soi được ưu ái và người bệnh lựa chọn ngày càng nhiều. Trong vài ngày tới thì 45 bệnh viện trong và ngoài nước sẽ cùng có mặt ở tại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia hội nghị phẫu thuật nội soi toàn quốc với mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Hơn 1.500 đại biểu đến từ 45 bệnh viện trong và ngoài nước sẽ tham gia hội nghị lần này, kéo dài từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018 ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị chính thức, hơn 200 bài báo cáo sẽ được trình bày bởi các báo cáo viên uy tín trong lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật nội soi. Tính đến thời điểm này, thì phẫu thuật nội soi được xem là một kỹ thuật thường quy, có thể thực hiện từ bệnh viện tuyến quận huyện đến các bệnh viện tuyến đầu, ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực trong y khoa. Thay vì những đường mổ hở kinh điển với sự xâm lấn tương đối lớn, kỹ thuật nội soi đảm bảo khả năng xâm lấn tối thiểu nhưng hiệu quả điều trị tối đa, phục hồi nhanh chóng cho người bệnh. Phát triển hơn là kỹ thuật nội soi robot mà tại Việt Nam mới chỉ có 4 bệnh viện được cấp phép thực hiện. Được biết là Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đăng cai hội nghị toàn quốc lần này cũng đang thực hiện đề án phẫu thuật robot với mức đầu tư riêng về thiết bị là 80 tỷ đồng.